Xin chào tất cả anh em nhé. Súp Đao Kiếm Phong Thủy xin chào tất cả anh em. Đó. Thì hôm nay mình về được 10 bộ gỗ. Đấy thì một số anh em mua lẻ bên mình đang đặt đấy, thì hôm nay mình có về được 10 bộ cho anh em. Đấy thì anh em nào đang đặt mình thì nhanh tay nhé, inbox lại cho mình. Đấy, và anh em nào đang muốn mua bộ này, đấy thì cũng nhanh tay inbox lại cho mình nhá. Thì Zalo và số điện thoại của mình đây. Đó. Anh em mua hàng hóa thì anh em cứ liên hệ vào số điện thoại trong video là nó hợp lý nhất, chứ anh em đừng có nghe ở đâu thấy ở đâu số điện thoại đâu là anh em phi vào nó khó nhá. Đấy, và anh em cũng không cần không đừng để lại những bất cứ những cái thông tin vì số điện thoại của anh em hay là Zalo Facebook của anh em làm gì cả. Đấy, để tránh bị những cái thành phần nó lập những cái kênh YouTube, nó lập những cái Facebook hoặc nó lập những cái tài khoản Zalo nó giống như của mình. Đấy thì anh em mua hàng thì bắt buộc anh em phải tìm Zalo của mình bằng cái số điện thoại của mình là 0705 835 859, hoặc nhá, hoặc là anh em alo thẳng cho mình để cho nó chuẩn người nhé. Không thì anh em cứ lang thang trên mạng này không tìm hiểu kỹ là hay bị lừa lắm, vì rất nhiều những thành phần đấy, đấy nó lập ra những cái tài khoản giống như của mình để nó đi lừa đảo anh em. Và anh em mua bán thì anh em nên tìm hiểu đấy, chứ đừng có vội vàng làm gì cả, kể cả mua của ai cũng thế nhá, mình nên tìm hiểu đã rồi anh em hãng mua, không là bị lừa đảo nhá. Đó thì mình để cái qua ở bên này cho anh em. Đó thì hôm nay mình về được là 10 bộ gỗ thẳng này, thì giá một bộ mình đang bán thì đợt này tiền chung nó cũng lên cao, nó thì mình anh em thông cảm cái bộ này mình về nó cũng hơi đắt một chút. Thực ra trước ấy thì là tiền chung nó thấp thì mình bán nó cũng sơn sơn những cái bộ kia thôi, nhưng thực chất ra cái bộ này ấy mình nhập đắt hơn vì nó là full full cây, nó là gỗ hết đấy, nó là gỗ tốt, gỗ thật, gỗ thịt đấy, cho nên đâm ra là nó hơi đắt một chút. Và những cái chi tiết của nó ấy, nó là những cái chi tiết bọc đồng nha anh em nhé, bọc đồng cho nên là nó đắt hơn một chút. Thì trước thì mình nhập nó tương đối là hợp lý nên là mình bán cũng sơn sơn cho anh em thôi. Đấy, nhưng thực ra là bộ này thì anh em tham khảo hết ở chỗ nào họ cũng bán rất là cao, thì bên mình bán cho anh em mà giá cả một bộ nó là 3,3 triệu. Đấy anh em lưu ý nhá, đấy anh em lưu ý là như này, anh em lưu ý này, mua hàng bên mình nhá thì anh em lưu ý là bên mình mua hàng là có cọc và hàng bên mình đến là không cho kiểm đấy. Còn anh em nào mà có cái suy nghĩ là không cọc và đòi kiểm hàng ấy thì tốt nhất anh em bỏ cái suy nghĩ đấy đi, và anh em cũng bỏ luôn cái suy nghĩ là mua hàng bên mình làm gì cả, anh em có thể qua một số bên khác anh em tham khảo nhá. Đấy là mình nói qua cho anh em hiểu nó là như thế, cách thức mua hàng bên mình. Còn trước khi anh em mua hàng hay là check uy tín thì anh em cứ kết bạn Zalo với mình đấy, thì bên mình sẽ quay cho anh em cái kho hàng của mình đấy, xung quanh đó anh em thử nhìn thì biết nhá. Đấy còn nếu mà anh em cảm thấy vẫn chưa tin tưởng được nữa thì thôi anh em không nên mua, và anh em có thể tìm hiểu những cái shop nào nó cho anh em kiểm hoặc không mất cọc thì anh em thử qua đó anh em tham khảo nhá. Còn shop của mình nó là như thế đấy. Đấy, với lại cái thứ hai nữa là hàng của bên mình gửi từ Bắc vào Nam thì bên mình gửi nó rơi vào khoảng từ 7 cho đến 10 ngày. Đấy, còn anh em nào muốn nhanh hơn thì chắc chắn anh em phải tìm những cái anh em ở shop trong miền Nam cho nó nhanh nhá. Đấy. Đấy thì là cái mình nói luôn cả bộ này thì bên mình đang bán là 3,3 triệu, còn anh em nào chuyển khoản thì vẫn bớt cho anh em một chút cà phê cà pháo. Đấy. Đấy thì giá thì còn 3 triệu thôi. Đấy. Ok cho anh em. Đấy. Còn anh em mà mình còn anh em nào mà mua lẻ nhá thì mình nói luôn lẻ thì cái cây 80 là cây 60 này, cây 60 kia đó, thì bên mình đang bán là 800.000, còn cây này cây 80 mình đang bán là 1,4 triệu, còn cái cây 1 mét thì bên mình đang bán là 1,6 triệu nhá. Anh em thích cây nào thì anh em lấy cây đó nhá. Đấy, ok chưa anh em? Đấy. Đấy, anh em mua cả bộ thì nó được tặng theo một cái giá đỡ, còn anh em mua lẻ thì vui lòng là một cái giá này bên mình bán là 50.000 đó, ok chưa? Còn ví dụ anh em nào mua lẻ mà chuyển khoản hết ấy, thì mình vẫn tặng cho anh em cái giá cho anh em thoải mái đúng không, đặt lòng tin vào mình chuyển khoản rồi thì mình vẫn sẽ tặng cho anh em một cái giá cho anh em về anh em để nhá. Đấy, vì anh em phải thông cảm cho mình như này. Đấy, cái cả một bộ thì nó chỉ có một cái giá thôi anh em ạ, nhưng mà ai cũng đòi giá thì mình cũng không có đâu mà cho người khác người ta được đấy, cho nên là ví dụ ở nhà anh em có giá rồi thì thôi nhá anh em nhá. Thì những cái hàng này của bên mình thì nó vẫn là bao chắc bao sắc bén thì nó cũng chỉ là tầm tầm thôi, chủ yếu lai này nó là hàng trưng bày nhá anh em nhá,
còn chắc chắn thì nó vẫn ok cho anh em. Đấy, nó bằng sắt, bằng thép chứ nó cũng không phải bằng nhựa, bằng giấy hay là bằng cây, bằng que gì cả, mà nó không chắc. Đấy, còn độ sắc thì tùy, nó thật với anh em ấy là tùy theo cảm nghĩ của anh em thôi. Đối với mình thì có thể là như này là sắc, nhưng đối với anh em có thể lại là không sắc. Đấy, nhưng mà thôi, hàng này nó hàng trưng bày thôi thì anh em nó không cần phải yêu cầu nó độ sắc nó quá cao. Nếu mà anh em cần những độ sắc hơn ấy, thì anh em lên dùng những cái cây tầm 2-3 triệu một cây, 5-7 triệu một cây thì anh em không phải nghĩ nữa, phải lăn tăn là sắc hay không sắc nữa. Đấy, thì anh em phải hiểu là một cả một cái bộ 3 cây thì bên mình có bán có hơn 3 triệu thôi. Đấy, nó cũng không phải là 30 triệu. Đấy, nhớ anh em nhé. Và mình lại nói tiếp cho anh em luôn. Đấy, thì là nói cho anh em tiếp nhá, thì là hàng của mình nó là hàng Trung Quốc nhá. Thế nhiều anh em vào cứ hỏi hàng của anh có phải hàng nhập khẩu không, thì mình nói thật với anh em hàng của mình cũng là hàng nhập khẩu, nhưng mà nhập khẩu từ Trung Quốc nhá, chứ không phải nhập khẩu từ của Nhật. Đấy, cái tên nó là tên là mình gọi, mình nói lôm la cho anh em hiểu này, nó gọi là cái tên kiếm Nhật, thì nó là chỉ gọi chung thôi là cây kiếm Nhật. Ngày xưa thì chỉ có Nhật nó mới làm cái thể loại kiếm như này, đúng không anh em? Cả thế giới thì chỉ có mỗi Nhật nó làm theo cái kiểu kiếm Nhật như thế này, còn chẳng có cái nước nào nó làm cả. Thì là khi mà nó du nhập về Việt Nam thì ta cứ gọi lôm la nó là kiếm Nhật, nhưng thực ra ở trong cái kỹ thuật chế tạo kiếm của người Nhật thì họ lại không gọi là cây kiếm Nhật. Đấy, mình phải phân tích rõ cho anh em hiểu. Có những cây ngắn thì họ nó gọi là tanto. Đấy, những cây dài, những cây cong thì nó lại gọi là Catala, hay là những cây Tachi, hay là Honda, hay là Yamaha gì đấy. Đại ý là nó là đặt một cái tên như vậy, nó là cái tên kỹ thuật của nó. Đấy, nha anh em nhá. Đấy, thì anh em phải hiểu nó là như thế. Chứ mình về mình thì mình cứ lại gọi lôm la là kiếm Nhật thôi. Đấy, nhiều anh em là không hiểu lại cái nghĩ là cái tên nó là kiếm Nhật thì nó lại phải xuất xứ từ Nhật, thì nó không phải nhá. Tất cả những mặt hàng hóa bên mình là đều của Trung Quốc hết. Đấy, mình nói vậy cho nó nhanh. Thứ nhất, những cái cây kiếm Nhật thật như thế của bên Nhật họ sản xuất nhập khẩu về thì nó cũng tương đương nó mười mấy 20 triệu cũng có. Đấy, thậm chí là mấy chục triệu cũng có, và thậm chí là những cái nghệ nhân nó làm, nghệ nhân truyền thống ấy, là giỏi ấy, tay nghề giỏi họ làm thì nó họ có thể là nó có thể giá trị khác nữa, thì cái đấy mình cũng chưa tham khảo. Đấy, thì khi nào mình tham khảo được thì mình sẽ trả lời cho anh em, và anh em nếu anh em biết thì cứ bình luận bên dưới cho mình đấy, để anh em cùng thảo luận và cùng tham khảo đấy nhé anh em nhé. Đấy, thì anh em phải hiểu rồi. Cái hàng nói thật với anh em, những cái cây tầm 5-6-7 triệu bên mình khẳng định với anh em nhìn còn đẹp hơn cả những cái cây kiếm Nhật thật của bên Nhật sản xuất. Có thể là chất lượng thì nó cũng chỉ là bình thường thôi, nhưng mà nó cũng là làm bằng những cái loại thép công nghiệp tốt, những loại thép tốt và thép công nghiệp. Còn cái cây thật, cây Nhật mà người nghệ nhân người ta làm ấy, thì họ sẽ mỗi nghệ nhân và mỗi gia đình làm về làng nghề ấy, thì nó có một cái công thức, anh em hiểu không, pha trộn thép hay là tán thép hay là pha trộn carbon hay là pha trộn gì đó, làng nhà làng làng họ có một cái kỹ thuật riêng của họ, đúng không anh em? Thì cái đó thì nó tùy vào nghệ nhân rồi, đó là đồ thủ công rồi, thì không có ông nào giống ông nào được. Đấy, là mình nói thật với anh em nó là như vậy. Chỉ có hàng máy móc thì nó là 10 cây như 10 cây vẹn 10. Đấy, là nói thật với anh em nó là như thế. Đấy, tất nhiên là hàng máy móc thì nói thật, những cái gì thủ công thì thường thường thì chắc chắn là họ sẽ phải làm chất liệu tốt rồi. Còn nếu mà để làm 10 cây như 10 thì khả mình nghĩ là cũng chỉ đạt đến 99,9% thôi, chứ không được 100% được. Nhưng mà mình khẳng định những cái hàng máy móc họ làm ấy thì nó là 100% đấy, đừng có đùa anh em ạ, nó dập chuẩn lắm. Máy mà, người mà lại bằng máy ấy, thì nói làm gì, đúng không anh em? Đấy, nói chung là như thế. Vậy thứ hai là mình nói luôn về cái cách thức giao hàng của bên mình. Đấy, thì bên mình thì gửi hàng cho anh em, ship hàng toàn quốc cho anh em. Một số anh em nó ở xã huyện nó quá sâu xa ấy, nhá, thì có khả năng là cũng khó ship, nhưng mà vẫn ship được cho anh em. Nhưng mà với hình thức ví dụ anh em chuyển khoản chẳng hạn thì nó lại ship dễ. Ở những chỗ khó ship quá mà lại anh em lại yêu cầu chỉ cọc thôi ấy, thì khả năng là mình cũng phải bỏ đơn đấy, mình cũng không nhận của anh em làm gì cả. Đấy,
Còn lừa đảo hay không lừa đảo hay như nào thì anh em xem mua bán thì anh em phải tìm hiểu. Đấy, chứ bên mình thì mình làm sao mà mình ngày nào mình cũng bật cái máy lên mình nghe điện thoại của anh em đúng không anh em? Là mình sẽ phải nói giải thích tất cả mọi thứ cho anh em hiểu được. Bây giờ 10 ông gọi, 20 ông gọi một ngày, 30 ông gọi một ngày, anh em bảo là ngồi làm sao mà ngồi giải thích cho mỗi từng ông mẹ về mười mấy 20 phút được. Đấy, chỉ nhanh nhanh chóng chóng 5 10 phút, 15 phút là cùng tôi là xong cái đơn, còn không được nữa thôi tôi phải đi tiếp người khác vì bao nhiêu người họ còn đang trực chờ tôi. Xong rồi tôi còn phải đi đóng hàng này. Đấy, còn phải đi làm video cho anh em xem này. Đấy, chứ không phải là chỉ một việc của tôi là chỉ ngồi chốt đơn cho mấy anh em được. Đấy. Đấy, chứ anh em phải thông cảm cho mình nó là như thế. Đấy. Đấy, còn anh em mua bán thì anh em nhớ xem rõ, xem hết video, xem kỹ video là anh em sẽ tự khắc sẽ biết giá cả, hình thức giao dịch rồi là tất cả mọi thứ là mình nói rất rõ trong video và video nào mình cũng sẽ nói như vậy cho anh em rồi. Đấy, là anh em cố gắng theo dõi một chút là anh em sẽ biết cách mua thôi. Còn nhiều anh em vào hãng còn nhỏ tuổi quá, ví dụ đầu 2K mấy, 2K mấy thì ít tuổi quá anh em ạ. Thì anh em ăn lớn lớn tí nữa hãng chơi. Chứ còn nói thật với anh em bé quá nhiều khi bán cho mấy ông nó cũng lơ ngơ lắm. Đấy. Đấy, lớn tí thì hãng mua. Đấy. Còn thực ra là những hàng của mình là chủ yếu là trưng bày trang trí nhé, yêu cầu rất là ok là như vậy. Đấy, còn anh em nếu mà dùng đánh chém nọ kia thì mình nghĩ là không ai mua những cái cây đẹp như này về đi đi đánh nhau làm gì cho nó hỏng nó phí ra đúng không anh em? Đấy, anh em mua những cái cây mã tấu nó chỉ có 650.000 một cây thôi. Đấy, nó rất là hợp lý giá tiền. Hỏng vứt đi nhá. Đấy. Đấy, sơ qua một chút cho anh em nó là như thế. Đấy. Thì anh em cứ xem và chiêm ngưỡng. Đấy. Đấy, còn có một số video của mình là cũng live stream ấy thì anh em cũng có lên mà xem. Đấy, xem cho nó mình chưa hiểu thì mình xem cho nó hiểu. Đấy, cây 1 mét thì cũng thế thôi. Đấy, cây 1 mét nó rất là dài. Đấy, cái chiều dài của cây này là chuẩn 1,03 m đấy anh em ạ. Đấy, nhưng mà dài thật đấy. Nó làm cong thì không sao, nó làm thẳng nhìn dài nhỉ anh em nhỉ. Đó. Đấy. Đấy, cái độ sắc của nó cũng vừa phải thôi. Nó thực ra nó cũng đã là mài lưỡi rồi nhưng mà độ sắc của nó vừa phải thôi. Sắc bình thường thôi. Nó chỉ làm gọi là cho có lưỡi thôi anh em nhé. Đấy, ok chưa anh em? Quan trọng là mình trưng bày phong thủy rất là đẹp. Vì shop của mình nó là đao kiếm phong thủy mà. Thì chỉ chủ yếu là khuyến khích anh em mua về là trưng bày. Đấy. Đấy. Chứ còn là những cái hàng như này anh em đi đánh nhau thì nó cũng thứ nhất là cái vẻ đẹp nó cũng đẹp, thứ hai nó phí ra. Đấy, cái thứ ba nữa là cầm dài quá ra đường thì chưa đánh được người thì công an nó đã bắt mẹ rồi. Đấy thì tốt nhất là anh em nếu có ý định giết người ấy, thì đi mua con dao găm mà giết hoặc là đi mua cái con dao thái thịt cho nó nhanh. Đấy, đừng mua những cái loại này nó tốn tiền mà nó vào việc nó khó anh em ạ. Đúng không anh em? Đấy mình nói trêu anh em vậy thôi chứ còn mình không xui anh em đi giết người đâu nhá. Giết người là phạm luật pháp ấy, anh em ạ. Nhá. Đấy, không nên giết người. Đấy. Có đấm vỡ mồm, đấm chết cụ đi được, đấm vào mồm đó, cho vỡ mẹ alo đi được nhá anh em nhá. Đấy, anh em đánh nhau thì nói thật ai có lúc cục lúc xúc lúc tức thôi. Nói thật với anh em là mình cũng thế, nhiều lúc ra đường nhiều thằng nó cũng ngáo ngơ lắm, đi cũng muốn đấm bỏ mẹ nhưng mà mình thì mình không đánh người. Đấy, mình không dùng dao kiếm mình diện chém giết người ta đâu. Nhưng mà mình chỉ rình rình mình cầm viên gạch mình cho một phát vào cái alo của nó ấy. Đấy, tại sao là phải cho một phát vào alo nó để thứ nhất nó câm cái mồm lại. Mà mỗi lần nó soi cái gương ấy là nó biết rằng cái mồm nó bị làm sao ấy, vì cái tội thì sủa bậy thì là nó bị vỡ mồm đấy. Và cái thứ hai ấy, mỗi khi nó bê bát cơm lên nó ăn ấy, nó mồm nó đau ấy, ra nó lại nhớ đến mình là mình đã tặng nó viên gạch vào mõm đấy, anh em hiểu là như thế đúng không? Đấy đấy nào chơi vậy là cho nó đi mẹ nguyên cái hàm răng tiền đạo nó đi, hiểu chưa? Đập vỡ mồm nó ấy, mình nói thật với anh em nó cùng lắm là cũng chỉ là đi vài tháng về thôi vỡ mồm, anh em đừng giết người. Bây giờ đánh nhau dọc đường cầm viên đá phang nhau nhỡ trượt cái vào mồm nhá, nhớ phang phải phang đúng vào mồm nó, đúng vào mồm nó thì mẹ cho nó 8 9 cái răng cửa nó bay con mẹ nó hết đi, hiểu chưa? Đấy, mỗi lần nó bê cơm lên nhai, nó cầm nó bê bát cơm lên nó nhai, nó cảm thấy thì mẹ nó lạo xạo trong mồm là lại nhớ đến mình, mẹ nghĩ nó cày. Cái thứ hai là khi nó ăn thịt gà, thịt chó nó đều phải nhớ đến mình. Đấy, nó ăn cái gì nó cũng nhớ đến mình. Càng ăn ngon, càng ăn những cái ngon nó lại càng nhớ đến mình. Đấy, nó nhớ mình như kiểu mình là mẹ thần tượng của nó vì đã cho nó một viên gạch vào mõm. Anh em hiểu không? Đấy, đấy. Những cái thằng sủa bậy, sủa dại là anh em cứ phải chơi như vậy. Được chưa?
nhá. Đấy. Đấy, đấy là mình chỉ nói trêu anh em thôi, chứ còn tốt nhất là không nên làm chuyện đó. Thôi bực quá thì cho nó viên gạch vào mõm chết cụ lên chứ, còn nó mà không bực quá thì thôi, một điều nhịn là chín điều nhục anh em ạ. Nhá anh em nhé. Thôi video này mình xin kết thúc tại đây. Đấy thì rất mong anh em xem, nhớ like và đăng ký kênh cho mình để theo dõi những video tiếp theo bên mình. Rồi xin chào anh em, chúc anh em mạnh khỏe. Và thứ hai nữa là hôm nay là ngày giỗ tổ Hùng Vương, thì xin chúc anh em là đi chơi vui vẻ này. Đấy, không bia rượu thì là anh em đi taxi thôi, còn đi là uống uống hết mình. Đấy, mình cũng ham bia rượu á, uống uống hết cỡ luôn, uống hết mình, nhưng mà đi taxi thôi, anh em đừng đi xe máy. Đấy, để làm sao để đỡ bị thổi nồng độ cồn này, đỡ bị tai nạn này. Đấy, ảnh hưởng cho đến mọi người, tai nạn cho những người xung quanh này. Đấy thì anh em nên đi taxi hoặc đi xe ôm Grab đấy cho nó tiện. Đấy chứ đừng có đi ô tô hoặc đi xe máy, mình đâm vào người ta thì người ta cũng khổ mà mình cũng khổ đấy, mà mình húc vào cột điện thì cái cột điện nó cũng khổ mà mình còn khổ hơn đấy anh em ạ. Đấy, đấy nằm một chỗ thì vợ nó ngồi làm nó chăm, bố mẹ chăm, nó khổ lắm anh em ạ. Tốt nhất là anh em đi taxi cho nó lành mạnh đấy. Đấy, cho nó đi nhậu cho thoải mái, uống tòe loe này, về có thằng nó đưa là mình về đấy cho nó sướng anh em ạ. Đấy xe máy xe miếc cứ tiếc vài đồng làm gì anh em. Đấy, đấy một cuộc nhậu của anh em có thể đến tiền triệu đúng không anh em, nhưng mà cái tiền taxi nó có mấy trăm ngàn đấy à, nghe 100 ngàn, 50 ngàn nếu anh em ở gần nhậu gần đúng không, 200 ngàn là đắt rồi. Chắc là anh em nhậu bên kia phải mẹ phải phải nhậu mẹ cách nhà phải cả 100 cây số đấy anh em ạ. Nhé anh em nhé. À, xin chào anh em.